Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về thuận pháo đi hậu. Thì mình cũng xin nhắc lại với các bạn rằng là mình chia sẻ mang tính cách là cùng nhau nghiên cứu thêm, giao lưu thêm, chứ không phải là mình chia sẻ một thế trận, một biến đánh ra mình khẳng định nó chắc chắn sẽ thắng. Và tuy nhiên nếu như mà chúng ta thật sự đánh ở trong trong trận đánh thật sự, nếu như mà cái biến đánh hoàn toàn giống y như vậy thì chúng ta vẫn có thể thắng. Tuy nhiên là trong biến đánh thật sự thì nó sẽ có những cái biến đổi khác, và chúng ta phải luyện nhiều biến cũng như là tham khảo nhiều biến thì chúng ta mới ứng phó được với những cái biến mà chúng ta chưa gặp. Cho nên là mình mang mang cái tính chất chia sẻ để anh em có thêm những cái nước bổ sung. Thì để tránh mất thời gian thì mình sẽ bắt đầu là pháo 2 bình 5. Thì pháo 8 bình 5 là chúng ta đối lập lại thuận pháo. Thì bên tiên tiếp tục phát triển là mã 2 tiến 3, ta là mã 8 tấn 7. Thì cũng như những video trước mình chia sẻ về thuận pháo thì tới đây người ta sẽ đánh trực xa. Thì tuy nhiên là hôm nay mình sẽ chia sẻ người ta đánh hoành xa. Thì mình ứng phó thế nào? Thì các bạn thấy khi người ta đánh hoành xa thì chúng ta có hai phương án, là một là chúng ta sẽ đánh trực xa, hai chúng ta sẽ tiến mã lên biên. Thì mình chia sẻ với các bạn hôm nay là nước tiến mã lên biên trước chậm ra xe, là chúng ta đánh thuận pháo chậm ra xe thì chúng ta phi mã biên. Thì thuận pháo các bạn biết rằng là khi người ta hoành xe thì chắc chắn là sẽ bình qua 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 khỏi mặt tướng để mà đứng bên lộ 6, thì tức là người ta sẽ quá cung qua lộ 6 để đứng. Những bạn khi người ta quá cung qua lộ 6 như thế này thì xe của người ta có những nước đánh như là tiến xuống bắc pháo hoặc là tiến xuống phá cửu. Đây là những nước đánh của thần pháo. Thì tới đây chúng ta chơi pháo 2 bình 3 các bạn. Chúng ta chơi pháo 2 bình 3. Thì các bạn khi mà chúng ta pháo 2 bình 3 thì chúng ta có hai điểm để cho xe 6 này tiến lên. Người ta tiến lên bắc pháo hoặc là tiến xuống phá cửu. Thì các bạn thấy nếu mà nước cờ này người ta tiến xuống phá cửu thì chúng ta lên sĩ. Chúng ta lên sĩ thì xe này không có một điểm đánh nhất định. Thì người ta để quấy rối mình thì có thể người ta sẽ đuổi pháo mình nhảy xuống tốt. Người ta đuổi pháo nhảy xuống tốt để cho cái hình trận phòng thủ của mình nó bị kém đi. Và khi người ta thối xe về bắt pháo thì pháo mình thối về biên, người ta sẽ tấn pháo bắt lại mã bên đây. Đây mình sẽ tường thuật rõ ràng hơn cái chỗ này. Khi người ta tiến xe xuống như thế thì các bạn thấy là pháo mình có hai đường để đi. Một là chúng ta ăn chốt, phóng lên ăn chốt, còn hai chúng ta thối về một nước. Thì tuy nhiên tới đây mình chia sẻ với các bạn là chúng ta nên vẫn cứ ăn chốt bình thường, mình cứ rơi vào bẫy của đối phương cũng được. Mục đích người ta là muốn mình ăn chốt, sau đó thối xe bắt pháo, buộc pháo mình thối về biên và tiếp tục là cắm pháo xuống để bắt con mã đang phòng thủ chốt đầu của mình để xác lập trung pháo. Thì tới đây chúng ta phóng xuống thì bên kia là có hai nước, một là tiến chốt ba lên, một là về bắt pháo, hai là tiến chốt ba lên. Thì các bạn thấy một khi người ta đã dẫn dụ mình xuống đây là để mở đường cho pháo này cắm xuống thì chắc chắn là sẽ thối về để bắt pháo mình. Đó. Thối về bắt pháo thì tới đây chúng ta có hai nước đi, một là chúng ta thối pháo về, hai là chúng ta bình xe ra để bắt lại pháo. Thì khi chúng ta mà sử dụng biến bình xe ra bắt pháo thì chắc chắn pháo người ta sẽ bình vào lộ 6 bắt trực tiếp lại sĩ, bắt lại con sĩ này. Nếu chúng ta chống sĩ thì sẽ mất pháo. Đó, thì tuy nhiên là chúng ta thối pháo về hai nước thì sẽ bị nước pháo 8 tiến 5 để bắt mã thủ của chúng ta. À, nếu mà lúc này chúng ta mà thối pháo 1 thì người ta sẽ tiếp tục tiến xe xuống để tiếp tục bắt mã để xác lập trung pháo. À, thì các bạn thấy nếu mà đi như thế thì chúng ta sẽ đúng vào ý đồ của đối phương. À, nên tới đây chúng ta chọn biến là đấu quân bằng cách là chúng ta bình hai ra, sẵn sàng cho pháo người ta núp vào, cho pháo người ta núp vào để bắt sĩ. Thì tuy nhiên người ta cũng có thể chọn là vào chiến sĩ hoặc là vào lộ biên. Thì ở đây các bạn thấy vào lộ sĩ vẫn là mạnh hơn lộ biên. À, các bạn thấy rõ ràng người ta vào lộ sĩ thì để người ta ngắm thẳng con sĩ 4 của mình. Thì lúc này chúng ta cứ mặt sát con sĩ các bạn, chúng ta tiến xe xuống khóa mã lại luôn. Thì khi chúng ta khóa mã thì các bạn thấy là bên tiên có hai cách đánh, một là dùng xe ăn pháo, hai là dùng pháo ăn xuống sĩ mình. Thì hai biến đánh nó sẽ như sau. Ví dụ như dùng xe ăn pháo đi, dùng xe ăn pháo. Nếu mà người ta dùng xe ăn pháo vội vàng như thế này thì các bạn thấy là rất nguy hiểm.
ở chỗ là pháo đầu của chúng ta lúc này chúng ta bình ra lộ 3, chúng ta bình ra lộ 3 để truy kích xe. Các bạn thấy xe không còn lối thoát, nếu xe quay về vị trí cũ thì chúng ta sẽ nổ tường, chúng ta nổ tường để ăn xe dưới luôn và chết luôn mã này, thì hình trận sẽ bể ngay. Còn nếu như mà xe bình qua đây thì không được, tiến xuống ăn chốt thì mã ăn lên vẫn còn nguyên hình thế này, thì cách duy nhất ta có thể làm là thối xe về một nước, để khi pháo chúng ta ăn xuống thì pháo này nổ ra để mong lấy lại một quân. Thì tuy nhiên tới đây các bạn thấy xe này là một xe chết, chúng ta không vội ăn. Ở trong cờ tướng có câu quân chết không vội ăn, tuy nhiên là tùy trường hợp nha các bạn. Quân chết có nghĩa là không thể chạy được nữa kìa. Còn mà chúng ta cứ nghĩ quân chết không vội ăn, chúng ta cứ để hoài đó, một hồi người ta đánh gỡ hình trận ra. Thì với hình trận này chúng ta sử dụng thêm một xe hoành nữa các bạn. Tại vì trước tiên là quân lực của chúng ta chỉ một xe qua nước này thì chưa đủ để mà đánh sát được, thì chúng ta cần phải bổ sung thêm quân. Đó, thì tới đây người ta sẽ buộc chống một trong hai sĩ lên. Bạn thấy nếu mà chống sĩ 6 hay sĩ 5 gì cũng được, thì tuy nhiên là hai quân sĩ này nếu trường hợp ta chống sĩ lên để mà phòng thủ thì cái nước pháo của chúng ta, thì tới đây các bạn thấy khi đấu pháo rồi thì người ta không còn sự nguy hiểm về pháo, cho nên người ta sẽ chọn chống sĩ 4 lên để làm dày lại tiến lộ bên đây. Đó, nếu chúng ta ăn xe thì pháo sẽ nổ loạn. Thì trước mắt là mình lời một xe nhưng mà mình mất lại một quân, hai quân pháo, thì cờ đang gọi cũng như tạm gọi là bãi nhì các bạn. Thì tới đây để tiếp tục góp quân lại thì chúng ta dùng xe chính chúng ta bình qua lộ 2 để chúng ta tiếp tục đánh lời quân mã này. Thì các bạn với hình thế này thì cho dù chúng ta có mất tượng thì chúng ta cũng không ảnh hưởng lớn. Nếu tới đây ta có nổ chiếu tướng thì đơn giản chúng ta gác sĩ thì quân mã này cũng không thể cứu được các bạn. Tới đây buộc người ta phải bỏ mã lại rồi. Bỏ mã lại để mà người ta chi kích, người ta ra để tìm đường chi kích mình. Thì trước tiên các bạn cứ ăn mã lại trước. Thì các bạn thấy là xe này chưa có nơi để hoạt động các bạn. Pháo này nếu mà tạc biên, pháo này các bạn cũng thấy cũng chưa có chỗ hoạt động. Nếu như tạc biên thì chúng ta nhịp thêm một nước xe nữa thì pháo buộc phải quay về vị trí cũ các bạn. Quay về đây thì bị xe năng, thì lúc này chúng ta gá tường lên để tiếp tục bắt nữa thì buộc pháo phải thối về. Ở thì lực công của pháo này sẽ không còn, chúng ta sẽ phá lực công pháo này rất là dễ. Thì lúc này các bạn hạ tường xuống luôn. Chúng ta tạm thời không cho pháo này thoát đi được, vì chỉ cần còn một nước chúng ta thối xe về bắt pháo nữa buộc người ta phải dăng ra đây, thì cờ nó lúc đó rất là ngợp. Lúc đó chúng ta sẽ bình xe ra. Mình ví dụ nha, nếu như người ta đi một nước phòng thủ chẳng hạn, hoặc là một nước tiến chốt lên đèo mã chẳng hạn, thì trước tiên là các bạn bắt pháo trước. Nếu người ta càng đấu thì với quân lực lúc này càng tốt cho mình. Nếu mà ăn mã như thế này thì rất tốt cho mình các bạn. Ăn mã như thế này thì các bạn thấy nếu mà ba quân đánh với ba quân mà với cái hình của ba quân đứng như thế này thì không thể nào chịu nổi gặp xe, mà xe này cũng không thể xuất ra được. Cái có thể xuất ra là ra đây thôi, thì chúng ta theo xe giữ chốt luôn, rồi cứ thế chúng ta tiến chốt lên. Ở bên đây nếu mà gác tường lên thì chúng ta vẫn cứ tiến chốt lên trước, thì bên đây chỉ còn mã để phi lên thôi. Mã phi lên các bạn, mã phi lên thì chỉ có thể ăn vào chốt mình thôi các bạn. Thì lúc này chúng ta tiếp tục đem một xe nữa ra trận, đem một xe nữa thì tới đây cho dù có ăn chốt mình thì ta tiến xuống bắt lại chốt. Bạn thấy chúng ta tiến xuống bắt lại hàng chốt thì quân mã này cũng chả có hoạt động được ở đâu. Nếu mà có quăng xuống biên này, có quăng xuống đây cũng không có sự nguy hiểm các bạn. Chiếu thì chúng ta ra tướng, tuy nhiên các bạn mà để chiếu mà các bạn không chuẩn bị sẵn sàng thì các bạn cũng dễ thua cờ này. Cờ này các bạn có thể là chọn cái phương án là hạ sĩ xuống, hạ sĩ hoặc là tấn sĩ lên. Thì mình khuyên các bạn là nên chơi tấn sĩ lên, tấn sĩ lên đã chiếu thì mình thượng tướng. Thì lúc này ta sẽ qua chốt để đè mã, thì chúng ta đơn giản cứ quét chốt trước các bạn. Đó, xe này chỉ có thể là bình ra để mà hâm chiếu, thì chúng ta đơn giản lắm. Chúng ta bình xe vào, thứ nhất là bình xe vào, nếu chiếu thì chúng ta kéo về đấu. Cái thứ hai nữa là chúng ta tại sao từ đầu dương sĩ là khi chúng ta đấu xe để tránh cái nước mã nhảy về chiếu, tránh nước mã nhảy về chiếu nên chúng ta dương sĩ. Đó, thì với hình trận lời xe tuy nhiên là nếu chúng ta đánh không khéo vẫn có thể thua lại nha các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn là mình chia sẻ mức độ lời quân như thế này mà tùy theo chúng ta vận dụng quân nha. Rồi nếu mà chúng ta vận dụng không đúng thì rất là nguy hiểm.
Các bạn thấy tới đây thì xe không thể tiến chiếu, vì tiến chiếu thì sẽ không có tác dụng lớn, thì người ta chỉ có thể là đi chốt thôi. Đơn giản chúng ta cứ quật mã về, chúng ta cứ bỏ chạy, chốt này cũng không thể xuống được, thì mã này cũng không thể về được lúc này. Đó, thì lúc này người ta cũng không có quân để phát triển, mà pháo thì không thể tiến lên. Đó, thì xe này xuống bắt chốt hoặc làm gì đó vân vân. Thì đơn giản tới đây chúng ta thúc chốt qua tiếp. Nếu mà tường ăn lên thì chúng ta sẽ ăn pháo ngay, nếu mà tường ăn chốt thì chúng ta sẽ ăn pháo ngay. Cờ của chúng ta sẽ chiếm đại ô các bạn. Thì mình chia sẻ như vậy để cho các bạn thấy rằng là mình chiếm ô như thế nào khi cái nước cờ này. Còn nếu như trường hợp người ta không ăn xe ra pháo như lúc đầu mà dính vào cái bẫy này, đây từ đây các bạn, đâu rồi nhỉ, đây từ đây các bạn, nếu như người ta không ăn như trường hợp nãy là người ta ăn ra đây và sau đó mới bị dính nước này của mình, nước là pháo đầu mình ra lò 3 để bắt xe. Nếu như người ta thấy được nước đó người ta không ăn mà ta dùng pháo nổ sĩ trước thì sao? À, tới đây là một giải pháp khác nha các bạn. Tại vì chúng ta mất đi một sĩ thì tới đây quân pháo đang còn bị bắt nữa, mà mình chắc chắn một điều rằng là trước khi người ta ăn quân pháo này người ta sẽ nổ tiếp một sĩ nữa để một pháo phá cặp sĩ và ăn lại một pháo này nữa. Đó. Mà nếu mà tới đây ta ăn pháo thì cũng vẫn còn bị dính đòn này, vẫn còn bị dính đòn này. Đó. Tuy nhiên là tới đây mình không cần chờ ta ăn pháo nữa, các bạn cứ đem pháo đầu ra luôn, đem pháo đầu ra để giữ pháo này, thì rõ ràng chúng ta đang phục kích nước gì? Chúng ta đang phục kích nước là bình vào lộ 5 để chiếu tướng. À, thì bên đây ăn hoặc là chống gì đó vân vân thì chúng ta lại tiếp tục đánh chiếu tướng. Thì các bạn thấy chiếu tướng thì tướng không thể thượng lên. Mình đặt một ví dụ nha để các bạn hình dung nước cờ này thôi. Ví dụ như tiến chốt đi, mình đặt ví dụ nha các bạn. Thì chúng ta quýnh vào chiếu tướng thì xe hoặc mã ăn lên, thì bất cứ con nào ăn được thì thông thường có thể là xe ăn lên để mà tiếp tục ăn xuống chiếu. Đó, thì thông thường người ta sẽ ăn xe vào để lấy một nước chiếu tiền xe pháo. Còn nếu mà ăn mã vào cũng được các bạn. Nói chung ta muốn ăn quân nào vào cũng được. Thì tới đây các bạn thấy là chúng ta đánh chiếu tướng thì tướng không thể ngồi lên, thì buộc phải chống sĩ. Thì lúc này chúng ta tiếp tục đánh chiếu tướng thì buộc sĩ phải hạ về nữa. Đó, thì trước tiên đã mất một xe đúng không, đã mất một xe. Thì lúc này chúng ta củng cố lại cái hàng tiến được các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể là phi tường lên để củng cố lại. Người ta bước xuống bắt mã đúng không, chúng ta có thể là bước xuống bắt mã mình. Đó. Thì lúc này chúng ta ăn lại một mã này nữa, chúng ta bỏ lại mã này. Đó, các bạn thấy chúng ta vẫn lợi thế, vẫn ưu rất là nhiều. Cho nên là các bạn thấy là khi mà chúng ta bình pháo ra để giữ pháo như thế này thì âm mưu này ai cũng thấy cả. Thì tới đây người ta có nhiều phương án đi các bạn, có thể là lên một trong hai sĩ này trước, hoặc có thể là dùng pháo nổ luôn sĩ này, dùng pháo nổ luôn sĩ này để bắt xe trước, thay vì chút nữa cũng sẽ chết không thì nổ vào sĩ bắt xe trước, thì buộc chúng ta phải giải quyết nước ăn pháo này trước rồi sau đó người ta mới giải quyết ở những cái nước cờ này. Ví dụ như pháo người ta nổ sĩ, pháo nổ sĩ thì chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là ăn tướng ra hoặc ăn mã về. Thì nếu mà các bạn đã nghiên cứu hình thế thì mình khuyên các bạn là nên ăn mã về nha các bạn. Ăn mã về chúng ta nghe có vẻ như là nó vô lý hơn là ăn tướng ra. Tại ăn mã về thì ngợp mã trong này, điều đó không phải các bạn. Tại vì khi chúng ta đã sử dụng cặp pháo để phối hợp tấn công với một xe trên này thì cái cần của chúng ta là xe này phải phải nhập vào trận thật là nhanh. Thì các bạn thấy cái lộ này thì chúng ta chưa có chỗ để đánh tốt. Đó, nếu mà mã ăn về thì chúng ta sẽ thông lộ cho xe này ở một trong hai đường đi về sau này. À, mình đặt ví dụ như ăn mã về nè, thì các bạn thấy nè, xe bình ra hoặc là tiến lên hai nước để làm căng cho pháo này. À, cũng là một đường thông xe rất là nhanh các bạn. Tuy nhiên chúng ta không sợ pháo khống lúc này các bạn. Nếu trường hợp lúc này người ta giải sát ở cái nước, người ta giải giải cái nước ăn quân bằng cách là phóng pháo đầu lên, phóng pháo đầu lên để không có nước chiếu này là đang bị pháo đầu mà. Thì lúc này chúng ta chỉ cần bình pháo này ra lộ 2 để bắt mã này, thì pháo lộ 3 của chúng ta đang ngắm thẳng tượng. Thì giải pháp của chúng ta tới đây một trong hai tượng buộc phải chống lên các bạn. Giờ mình sẽ chia sẻ từ nước chống tượng một, nếu như chống tượng 7 chúng ta đánh như thế nào mà tượng 3 chúng ta đánh như thế nào. Và trước tiên là tượng 3 nha các bạn. Đó, chống lên tượng 3. Thì lúc này các bạn, quân của chúng ta đang nằm ở pháo ngắm tượng. Rồi mã này đang bị đè, xe này chưa ra được. Đó, thì tới đây trước tiên chúng ta lấy quân lại các bạn. Lấy quân lại. Thì bạn thấy tới đây thì người ta không thể chống sĩ. Nếu người ta chống sĩ thì rất là nguy hiểm, là mình bình vào bắt chết xe. Đó. Thì lúc này người ta có thể chọn giải pháp như là phế pháo hoặc là tấn xe lên hai nước. Mà cờ chưa nguy hiểm thì mình nghĩ rằng tới đây người ta sẽ tấn xe lên hai hai nước để mượn cái lực pháo khống này, sau đó bình xe vào lộ 6 để
tìm đường chiếu. Đó, thì lúc này các bạn mới thấy là khi con mã mình ăn về chấp nhận cho đánh pháo khống, thứ nhất thông xe, thứ hai nữa con mã này thủ rất lợi hại các bạn, thủ rất là lợi hại. À, mình đặt trường hợp thế này nhé, xe tiến lên hai nước, thì khi xe tiến lên hai nước thì chắc chắn nước nó đi sẽ là bình vào để mà phối hợp cặp xe. Đó, một là người ta bình vào, hai là người ta tiến xe này xuống. Các bạn thấy nếu như trường hợp người ta tấn xe lên thì chúng ta cứ mặc kệ, chúng ta cứ bình xe ra, chúng ta bắt đầu xuất xe này ra để mà tham gia tấn công. Thì các bạn thấy là trong đây có hai nước để cho xe người ta đi, một là bình ra lộ 6, hai là tiến xuống bắt pháo. À, tiến xuống bắt pháo thì một trong hai nước cờ này bất cứ người ta đánh nước cờ nào người ta cũng thua. Các bạn thấy thuận pháo thì nó có những cái sắc cuộc rất là đẹp. Mình vì sao nói một trong hai nước này nước nào cũng thua, mình sẽ chia sẻ các bạn ngay. Nếu mà xe bình vào lộ 6, xe chính bình vào lộ 6 để hâm chiếu, thì các bạn thấy khi mà xe tiến xuống chiếu tướng thì tướng thượng lên, xe hậu không thể chiếu được nữa vì ngay chân mã. Đó. Khi người ta bình vào như thế này thì chúng ta phế xe các bạn. Chúng ta có đòn phế xe rất là hay bằng cách chúng ta bình vào bắt trực tiếp xe luôn. Đó, chúng ta bình vào bắt trực tiếp xe các bạn. Thì tới đây người ta có chiếu hay không chiếu điều này không quan trọng nữa các bạn. Quan trọng là không đỡ được nước pháo nổ xuống tượng này. Các bạn thấy cái nước phế quân này rất là lợi hại. Cho dù tới đây có đem xe đi hy sinh cũng vô dụng các bạn. Hy sinh thì mất cặp xe cũng đồng nghĩa với thua. Đó, còn tuy nhiên nếu ăn xe mình thì không được rồi các bạn. Chúng ta nổ chiếu thì buộc thua à, tướng buộc phải thượng lên, à, xe của ta tiến xuống chiếu tướng thì sát cuộc ngay. Còn nếu như trường hợp người ta không bình xe này vào mà ta tiến xe này xuống bắt pháo, là ta đang dọ sát ngược lại bằng cách là chiếu tướng, nếu người ta xuất tướng ra thì xe này bình vào chiếu ý. Đó, thì chúng ta vẫn đánh nước đó các bạn, vẫn đánh nước phái xe. Thì buộc người ta phải lựa chọn, một là người ta phải ăn xe, còn hai là người ta sẽ chiếu hoặc là ăn pháo. Đó, thì các bạn thấy đánh bất cứ nước nào cũng thua, nếu ăn xe thì dính nước hồi nãy, còn nếu chiếu tướng thì chúng ta đơn giản bình ra, bình tướng ra là chúng ta đang dò sát trực tiếp xe xuống sỉ này. Đó, thì xe này đang bị mã bắt nữa, thì các bạn thấy cái công dụng của mã ăn về lúc này nó rất là lớn, cực kỳ lớn lúc này. À, nó đánh được ba chân rất là đẹp, thứ nhất là chân lộ 7, thứ hai lộ 5, thứ ba là chân lộ 4. Thì tới đây xe này các bạn thấy là không thể cứu rồi, thì tới đây buộc người ta phải phế pháo, thì phế pháo thì sẽ bị dính nước này các bạn, cũng bị sát cuộc y như vậy. À, xe này tiến xuống chiếu là sát cuộc. Còn nếu như người ta không chiếu mà người ta ăn pháo trước thì cũng y vậy các bạn, thì xe càng tiến một sát cuộc. À, cho nên là cái nước phế xe này là một nước rất là đẹp, cực kỳ đẹp ở trong cái hình trận này. Còn nếu như người ta chống tượng 7 thì sao? Hồi nãy là người ta chống tượng 3 nha các bạn. Nãy chống tượng 3 là tượng này đang nằm ngay chân của pháo, thành ra là lúc chúng ta ăn xuống đây. À, đây, lúc này các bạn. Hồi nãy là người ta chống tượng 3, bây giờ là người ta chống tượng 7. Thì khi người ta chống tượng 7 thì tới đây chúng ta nổ mã chiếu tướng thì sĩ buộc phải chống lên. À, sĩ phải chống lên. Thì lúc này chúng ta mới, các bạn thấy hồi nãy nếu mà tượng 3 chống lên thì chúng ta xuất xe bằng bằng trực xa, còn nếu như mà tượng 7 tấn lên thì chúng ta dùng hoành xa. À, chúng ta tiến xe lên hai nước để chuẩn bị đánh hoành xa. À, đồng thời là cũng làm căng cho pháo này, không cấm cản xe này không được tiến xuống đây để bắt pháo. Thì tới đây người ta cũng vẫn, các bạn thấy mình vẫn chưa có nước công, rõ ràng là đang là chưa nước công. Thì tới đây người ta cũng sẽ tiến xe lên hai nước các bạn để tiếp tục bình vào. Tiếp tục bình vào. Nói tại nước công mình đang chưa có. Đó, thì tới đây các bạn lưu ý nhé, tới đây chúng ta cũng với xe pháo thì chúng ta đánh không bí được đâu các bạn, không thể bí được. Thì một trong ba quân này chúng ta phải đem một quân lên để phối hợp mới mong đánh bí, còn nếu mà với xe pháo này là chúng ta cũng không làm gì được người ta. Thì tới đây chúng ta mở binh viên lên, mở binh viên để đem mã này lên tham gia tấn công. Nếu trường hợp mà tới đây người ta vẫn tiếp tục đánh nước này, vẫn tiếp tục đánh nước này thì đơn giản chúng ta tạt pháo ra biên. Thì các bạn thấy đây có hai lựa chọn cho người ta đi, xuất tướng hoặc là tiến xe xuống chiếu rồi sau đó xuất tướng. Đó, nếu mà trường hợp xuất tướng trước thì chúng ta chiếu cho tướng ngôi lên các bạn. Trước tiên là khi tướng ra ngoài là các bạn cứ đẩy tướng ngôi lên đã, chúng ta khoan hãy và hãy đánh một nước nào khác. Tại vì sao bạn, khi mà chúng ta đẩy tướng ngôi lên thì biết đâu chúng ta sẽ nhìn ra được một vài nước khác nữa, còn nếu không ổn thì chúng ta vẫn có thể thối về chiếu để đem lại vị trí cũ.
chúng ta trước tiên là cứ đẩy tướng ngô lên không cho vào lại. Thì tới đây các bạn thấy là nước phế pháo này rất là lợi hại. Chúng ta bình pháo qua để mà bắt xe trực tiếp như thế này thì buộc xe phải ăn pháo chứ không thể đi đâu được. Buộc xe phải ăn pháo. Thì lúc này chúng ta ăn lại xe, thì xe này buộc phải ăn theo. Lúc này các bạn thấy người ta đang, nếu mà các bạn vội vàng cầm mã phóng lên là các bạn thua ngay. Người ta chiếu đây mình không thể xuất tướng được, thua ngay. Trước tiên phi mã này thì chúng ta nên phi mã này lên bắt pháo đầu trước. Thì người ta có hai lựa chọn để đi, hoặc là thoái pháo về hoặc là ăn mã. Nếu như ăn mã thì sẽ thua ngay, chúng ta phi mã lên thua ngay. Tới đây cho dù là có chống sĩ nào lên cũng thua các bạn. Có chống sĩ lên bất cứ đâu thì xe chúng ta cũng nhập chung hết, thì không có nước nào đỡ được nước là chúng ta phi mã xuống để chiếu sát. Còn nếu như người ta không ăn mã, nếu như người ta không ăn mã đây, từ đây các bạn, nếu như người ta không dùng xe ăn mã mà người ta thối pháo về hai nước thì sao? Người ta thối pháo về hai nước, hai nước một nước thì tùy lúc người ta đánh, nhưng mà thối hai nước là nước mạnh nhất các bạn, tại vì có thể ngăn cản được chân mã. Ví dụ như tới đây nếu mà các bạn phi mã lên thì người ta sẽ thối xe và giữ chân chiếu trước. Nếu mà xe chúng ta bình vào để mà hỗ trợ cho mã xuống thì pháo người ta sẽ bình ra cản, cho nên pháo thối về hai nước sẽ là nước mạnh. Cho nên là các bạn không nên bình xe vào để hỗ trợ cho mã, mà chúng ta nên tấn chốt lên. Thứ nhất đè mã này, thứ hai chúng ta thông thêm một mã nữa. Với cái hình trận này các bạn thấy, nếu mà con pháo nó khống nằm đây mà không có quân phối hợp, trong khi sĩ của chúng ta không có gì hết, cho nên cái tình trạng mà rơi vào chiếu giật thì chúng ta hầu như là không có nữa. Muốn tấn công được thì con mã này phải tham gia tấn công. Thì có thể người ta thúc chốt biên, hoặc có thể là thúc chốt ba lên để mà đấu với quân chốt này của mình, để mở cho quân mã này lên, thì chắc chắn người ta sẽ đấu chốt. Đi chốt biên là một nước quá là xa vời các bạn, nó quá là xa. Tại vì nếu như tới đây chúng ta ăn chốt qua thì tượng ăn lên để mở đường cho mã này lên tấn công, mở đường cho mã lên tấn công, thì mã có thể bay một trong hai lộ để mà tham gia tấn công với xe pháo đang đứng đây. Cho nên là khi người ta thúc lên đấu chốt thì các bạn không nên ăn chốt. Chúng ta ăn chốt sẽ mất đi một nước lên của mã mà. Này, tới đây chúng ta cứ bỏ mặt con chốt, chúng ta phi mã lên luôn các bạn. Nếu người ta đạp chốt qua thì chúng ta tiếp tục phi mã xuống. Thì các bạn thấy khi phi mã xuống như thế này, sự chống đỡ của bên kia rất là khó chịu, cực kỳ là khó chịu. Với nước mã chúng ta tiếp tục phi nữa và xuống bắt xe thì rất là nguy hiểm. Thì tới đây cho dù người ta có dùng trăm phương ngàn kế thì các bạn thấy với cặp mã và xe pháo như thế này, sức liên công rất là mạnh. Nếu trường hợp tới đây người ta phi phi mã lên để dò chiếu thì các bạn nên nhớ nè, lúc này nè, quân mã này đã cản đường đi của pháo thì chúng ta đã có thể bình xe vào để chờ lực cho mã xuống được. Nếu như người ta có chiếu đi chăng nữa thì đơn giản chúng ta lật tướng ra thôi, lật tướng ra. Các bạn thấy khi lật tướng ra là mã này đang đang nhìn nhau, hai mã này đang nhìn nhau, buộc người ta phải giải quyết. Thì nếu như người ta ăn mã thì đơn giản các bạn, đây người ta sẽ bị sát cuộc ngay. Nếu như không ăn mã, tướng chạy lên là thua, chạy xuống cũng thua. Nếu mà chạy lên thì chúng ta thối chiếu xuống, chúng ta tiếp tục chiếu. Chúng ta đâm xuống chiếu thì các bạn thấy tướng buộc phải lên, lên thì chúng ta bọc đích chiếu ý, mà nếu xuống chúng ta tấn một chiếu ý, cho nên buộc xe phải ăn mã. Đây, từ đây các bạn, từ lúc chúng ta quăng xuống chiếu tướng như thế này là xe buộc phải ăn vào mã, thì lúc này xe chúng ta ăn về. Thì với cờ tàng này các bạn đánh vẫn là ưu, vẫn là lệ thắng bình thường. Thứ nhất chúng ta đang dò để chiếu ăn mã, thứ hai nữa là tướng này đang rất là trong trên, thứ ba nữa là hàng chốt này bị xe quản hết rồi, thành ra là cái sức cầm cự của người ta sẽ không còn lớn. Còn nếu trường hợp ta chạy mã, ta phải đi xuống đây ta chạy mã thì chúng ta vẫn cứ ăn chốt bình thường. Nếu như mã chiếu tướng thì chúng ta đơn giản vào thôi các bạn, thì pháo này cũng phải chạy, nó không thể nào đi đâu được. Và nếu như pháo này chạy không đúng thì có thể chết pháo luôn. Nếu như trường hợp mà bất giác chạy qua đây thì chết pháo ngay. Cho nên là pháo chỉ có thể là tạt ra biên thôi. Thì tới đây các bạn thấy là với xe, với pháo mã chốt như thế này, còn mình một xe đang đứng quản hàng chốt rất là mạnh như thế này, thì mình nghĩ các bạn chắc có lẽ là đánh sẽ thắng, nhưng vấn đề là các bạn đánh như thế nào. Ví dụ tới đây chúng ta tiến chốt ba lên, đây có đâm chiếu tướng thì đơn giản là chúng ta phi tượng luôn. Các bạn phi tượng đầu hay phi tượng biên đều được.
Cái này không quan trọng các bạn, tới đây ta dạt pháo hay làm gì đó là chuyện vô tư, vì chốt này còn rất là xa. Chúng ta phi tưởng đang là một nước bắc chốt thì muốn công được mình buộc phải giữ chốt bằng cách là bình qua hay tiến xuống gì đó không quan trọng nữa, thì tới đây chúng ta chiến tướng buộc phải chống sĩ và chúng ta đưa chốt qua sông. Chúng ta đưa chốt qua sông, các bạn thấy thì xa như thế này, nhưng chốt và pháo này phối hợp rất nhanh, còn pháo mã chốt này để phối hợp được đánh sát thì rất là lâu. Trường hợp như thế này 1, 2, 3 ba nước mới đánh sát được, nó thì chúng ta cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Chúng ta tiến xuống một, mình lại tiến xuống một. Khi các bạn đua nước thì các bạn phải để ý nha, các bạn phải để ý khi mà các bạn đua nước mà các bạn thấy nguy hiểm là các bạn phải giải nước liền, tại vì chốt chúng ta đã thoát khỏi chân tường rồi. Bên đây ta tiến xuống thì nếu các bạn đánh an toàn chúng ta bình qua bắt chốt bắt sĩ, thì chốt này không thể chạy được các bạn, chỉ có thể chạy vào tường thôi, chạy vào tường thôi. Tới đây chúng ta ăn nhẹ nhàng, các bạn thấy lực công không còn nữa. Tới đây mình nghĩ là ai cũng đánh thắng trong cờ này. Vâng, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy, thì chúng ta nghiên cứu thêm rồi chúng ta thấy nước nào hay hơn ở trong cái trận đánh như vậy, chúng ta cùng nhau chia sẻ để mình phổ biến cái hành trận mình nó mạnh lên ở những nước cờ mạnh nhất chúng ta có thể tạo ra. Hoặc là sáng kiến của mỗi người thì đương nhiên nó mỗi khác nhau, cho nên là mỗi một ý kiến, mỗi một nước đi của các bạn đều mang một tầm nhìn riêng của mỗi người. Các bạn nếu yêu thích thì các bạn ủng hộ mình để mà chúng ta cùng nhau giao lưu, chúng ta cùng nhau chia sẻ để cái bộ môn nghệ thuật này của chúng ta nó tiến bộ hơn. Đây là một bộ môn mà giải trí mình rất là ưa thích, nó rất là lành mạnh và nó tạo cho mình được nhiều cái hứng thú. Các bạn nào cùng chung sở thích, cùng chung đam mê thì chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau về cái bộ môn nghệ thuật này. Vâng, thì tới đây mình xin kết thúc video. Cũng khuya rồi, hôm nay mình chia sẻ này cũng hơi khuya. Do mình đi làm về trễ nên quay hơi hơi khuya, về cũng mệt rồi nên thôi. Thì mình sẽ ngưng video tại đây. Chúc các bạn vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt các bạn.